Giờ bắt đầu quay. Đi cho nó vào đảo. Con kia chích dạ. Rồi chích người dại con này đi. Dạ dạ. Em dán nhãn cho nó con. Đây con bự ông nọ vừa chích người dại rồi. Cái chích Nó nó khoảng 20 kg hai mấy kg à. Cá bự xong nó bị cắp. Nuôi được 4 5 năm rồi đó chị. Rồi cái rồi. Nó đẻ cũng 3 lứa rồi. Thấy đẻ lần sau 10 con cái em thấy nó ốm á, mình chăm cũng cực nữa. Nuôi được bự bự đó cho người ta hết. Ngay để lại mẹ nó nuôi cái mình ngừa chích ngừa không có cho nó gượng được nữa, cho đẻ nữa. Đấy, vậy ẩm lại cho chị mới ẩm lại chích được ngừa ngày, ngừa chích ngừa được ngày, cái ngày mà ngày sau mất tiêu. Con kia nó hiền lắm chị ơi, ai ẩm ai lại nó cũng quen hết á. Ai ôm ai ẩm nó cũng chịu hết con bự đó. Đó, có cuốn sổ nè em bé. Ghê chưa chết chạy thì giá ẩm giá lại ai người khác à. Cuốn ba ôm bụng miếng lại nha. Hôm bữa hổm nay lại bị thương chích cổ nè, rồi cái hỏi là có chích người dạy được không, cái chú nói là để cho nó lành vết thương đi. Là hồi nhỏ có chích người bảy bệnh chưa chị? Cái này không. Không đó, chưa hả? Máu mình kỹ mình có thể chích đó. Nó lớn mình vẫn phải chích, tại vì nhiều khi nó lớn nó vẫn bị vậy là máu. Lấy đi, biết chú anh bớt mạnh. Phải ghi phiếu giấy này. Coi đây nè, các hội, các phương. Dạ. Phải ghi giấy như này. Dạ, có. Đang nhãn nhãn này lắm. Có ghi sổ hả, nó ghi phiếu. Ghi sổ đi hả, ghi sổ đi hả. Ghi sổ đi. Vậy lấy mấy miếng sổ ra đây tập. Nhưng mà cái mũi này mình chích nó cho mình cái tôi đã chỉ đúng năm à. Để biết đường ấy. Nè. Em ghi cho cái lịch. Đây có sổ nè, có em bé nè. Đúng rồi. Cuốn nè. Tên cuốn nha. Cái này tên là tên gì chị? Vá. Vá hả? Vờ am la sắc vá. Nó 11 ký đấy. 15 vàng. Địa chỉ cái gì không? Hay khỏe. Con sổ này thì mấy cái đồ ở dưới đây về anh coi thiếu cái chỗ nào thì giờ em qua địa chỉ là ha. Bổ sung. Rồi. Đi. Tiền chưa đổi tiền nó đi. Rồi có 500. Ủa cái con nhỏ sổ lãi nữa. Để con tí nó nhiều cái em lấy thuốc sổ lãi sáng nay cho nó uống. Con lớn lâu lâu cũng sổ lại một lần nha. À. Rồi, này là 2 ký 6 nè. Tại vì trừ ra 1 ký. 2 ký 6. 2 ký 6 ha. Để về ẩm nuôi về. Tuần sau là phát triển liền. Đây là lãi màu lớn chị. Cho nó uống sữa lãi. Sáng mai thì cho nó uống nha, chứ không phải chích nha. Để không biết cái chích nó làm được, nó đừ lắm. Mày về uống. Với con chó mình già tốn kém một chi với vậy mà bỏ
còn kia. Mấy thằng mà nó thương tạo gần đấy là nó bị cái mắt tin nó ở ngoài. Đủ chưa? Đây cái thuốc ống nãy là cho nó uống một lần hay sao? Cho nó uống hết ha. Đúng rồi. Con cho lớn à, lâu lâu chị mua cái viên cho nó uống. Biết cái viên nó sẽ rẻ hơn. Cái viên em có thường mua lâu lâu mua cho nó uống. Tiếng rẻ thì em.